Khi các bạn rất khó khắc phục cái phần cơ ngực giữa. Thật sự thì những cái bài mà đẩy ngực hay là đẩy ngực thì các bạn tập là cả một cái phần cơ ngực, nhưng mà đôi khi trong chúng ta thiếu cái phần cơ ngực giữa. Như vậy đó là một trong những phần mà các bạn cần phải tập cô lập, và các bạn có thể tập tại nhà với những dụng cụ rất đơn giản. Đầu tiên là bộ dây ngủ sắt tại đây. Ok rồi, mình sẽ đến với bài đầu tiên, đó là bài ép ngực một bên với dây ngủ sắt. Và cái bài này chúng ta sẽ tập như thế nào? Rồi, các bạn lấy cái dây á, các bạn gài vô cửa rồi nha, gài cho nó chắc chắn. Ok rồi, với cái bài tập này á, nắm giữ như thế này, các bạn cầm, các bạn ép vô. Thường á, bình thường á, quy tắc mà các bạn tập đây là cũng một cách để các bạn khắc phục ngực lệch rất là tốt. Các bạn ép vô như thế này. Lưu ý á, là cái phần cái tay của bạn á, bạn không có được để nó lên quá cao gì. Và khi bạn để quá cao ăn vô vai nè, bạn không có để nó quá thấp như vậy, nó không có vô, chỉ nó vô bắp tay thôi. Bạn phải canh cho nó sao mà nó cái góc chiếu á, nó vuông góc, nó thẳng hàng với cái cơ vai của bạn. Rồi mới vú đúng không? Bạn ưỡn ngực lên, đúng rồi. Rồi, bạn ép vô như thế này. Nhưng mà khi mà bạn đứng với tư thế này á, bạn nhớ là chuẩn chân mày một xíu. Bạn đứng với tư thế này bạn cũng chưa vào được ngực nhiều. Bạn phải để một bên tay gì nè. Tại vì sao? Tại khi mình để bên tay gì, cái cơ ngực của bạn nó trong cái khuynh hướng mà nó đưa ra. Tại vốn dĩ cơ ngực là một cái cơ, nó có chức năng nó điều khiển cái tay ép vô giữa nè, nhìn cái ngực của mình nè, ép vô giữa ha, ép vô giữa và di chuyển vô cái phần ở giữa, thì nó phụ thuộc vào đó. Nếu bạn để cái tay đây thì bạn sẽ huy động được cái nhóm cơ ngực nó ép và tập trung vào phần giữa. Rồi nhìn mình ép cận cảnh nè. Hơi cái tay nè, bắt đầu vô nè, tập cho nó vô nhiều hơn là vô. Các bạn hơi giữ cái bàn tay bên này lại xíu nè, đó, ép vô cực kỳ luôn đó, như cái phần giữa của mình này nha, đó, phần giữa nè, nó gồng nè, dính nó lại. Rồi, lưu ý á, là các bạn đừng có ép vô quá gì nha. Về nè, chủ yếu là bắt tay, cơ tay của bạn tham gia vô. Cái cơ tay của bạn nó sẽ không tham gia khi mà cái cánh tay á nó đưa ra và nó mở như vậy, thì lúc này á cơ ngực nó sẽ tham gia nhiều. Rồi chúng ta cũng lưu ý các bạn đừng có duỗi thẳng cái cánh tay mà ép gì, nó dễ nó căng cơ tay của bạn nhiều lắm mà nó không tác dụng vô ngực. Rồi hãy lưu ý là tập đều hai bên với góc độ này, rồi mình ép bên còn lại nha. Nhớ là để tay này trụ người vô một xíu, rồi căng góc nè, như nó phần giữa nè, mình ép vô nè. Khi các bạn dùng sức thì các bạn phải hít, ép xong các bạn thở. Ok, rồi hãy lưu ý với các bài tập đó nha. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với bài tập thứ hai, đó là bài hít đất đẩy lên một bên tay. Động tác này nó sẽ như thế này. Khi mà các bạn hít đất mà nó hơi hẹp tay, nó sẽ vào cơ ngực giữa khá nhiều. Tuy nhiên thì nó vẫn vào một ít cơ đây sau, cái điều chắc chắn rồi. Như vậy thì làm sao để mà các bạn hít đất nó ưu tiên vào cái phần ngực giữa nhiều hơn. Rồi, chúng ta đến với động tác số 2. Nó sẽ như thế này. Rồi, hai tay của bạn để lên sàn, nó giống như một tư thế hít đất hẹp tay á. Nhưng mà khi bạn hít lên nó sẽ có một sự biến chuyển như thế này. Ok, để các bạn xem kỹ hơn nha. Rồi, hãy ưu tiên nhìn cái phần ngực giữa. Khi mà mình hít xuống, mình sẽ đẩy nó lên như thế này, đẩy một bên tay. Rồi, bây giờ cái bài tập này thì nó tập từng bên tay nha. Hít xuống nè. Nhìn cái phần này nè, thấy không? Nè, hít xuống nè. Đẩy lên nè. Xoay cái bả vai bên này á, các bạn phải xoay ngược nó lên một xíu. Và cái phần tay sẽ bạn di chuyển vô, cái lực ép vô cái phần cơ ngực giữa nó sẽ rất là nhiều. Đó là theo cái một cái quán tính vật lý của cơ thể học khi di chuyển ha. Hít xuống.
Làm mỗi bên mấy cái? 10. Chú ý là phải xoay cái vai nha các bạn. Các bạn phải xoay vai nhẹ xíu. Còn nếu các bạn hít lên các bạn chỉ ép cái tay vô thì nó sẽ không có vô nhiều. Cái tay của bạn là trên mặt đất, ép nó vô. Nữa nè. Vừa xoay vai vừa ép vô hả? Đúng rồi. Đuối. Ok. Đó. Nè. Bạn cảm thấy một cái sự sức ép nó rất là lớn. Nào. Nên bạn ép nó liên tục vô như thế này cho phần giữa. Tại phần các bạn còn tập nè. Ok. Mình sẽ thở. Uống nước một tí, lấy hơi nói tí cho các bạn nghe. Ok. Tiếp theo. Bài tập số 3. Chúng ta sẽ có ở đây là bài hít đất kéo một bên cáp. Rồi, các bạn còn một cái dây ngũ sắc, mình đang móc nó vào cái chân của cái ghế sofa như thế này à. Rồi, bài tập này á, chúng ta sẽ lại tiếp tục, chúng ta tập từng bên à. Và cái quy tắc á, là các bạn sẽ hít đất xuống và dùng lực tay kéo cái cáp đặt xéo qua bên này. Thì chính cái việc mà các bạn dùng sức ở cái tư thế mà các bạn hít lên á, mà các bạn kéo cáp qua, cái lực sử dụng ở đây phần lớn nó sẽ dùng phần cơ ngực. Và cái việc mà kéo cáp mà nó di chuyển qua, nó dừng ở cái điểm này, nó tạo stretch, nó sẽ tác động phần cơ ngực giữa của bạn nhiều nhất. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử, làm một bên vừa trái các bạn xem nha. Lựa chọn cái mức tập vừa sức như mình nha. Móc nó vô lại giống như này, rồi nắm một bên tay này. Ok. Cái xuống này, giữ ở đây một cái độ căng tương đối này ha. Bước cái bàn tay qua nha. Rồi, quan sát cái phần cơ ngực giữa của mình nè. Sáu cái một bên nó căng giả mang luôn. Rồi bây giờ bên này của mình rồi, một bên này nó đang muốn tê liệt rồi. Ok, mình sẽ hít bên còn lại nha. Rồi trụ vô nè, nắm nó nè. Cực kỳ kích thích vô phần cơ ngực giữa, nó một cái sức ép rất là lớn, căng và ưu tiên cô lại. Thật sự mình sẽ không mỏi phần bên này, không mỏi phần trên này nhiều, nó mỏi tập trung cô lại. Rồi chúng ta đến với cái bài cuối cùng, bài số 4, đó là ép ngực di chuyển với cáp. Cái bài này tương tự cái bài số 1, nó hơi khác một chút. Đây. Bài là mỏi ngực giữa mới đúng không? Đúng rồi. Cái lực này thì mình sẽ kéo nó vô và mình sẽ di chuyển từ đây qua bên này khoảng nửa mét và di chuyển lại. Rồi, góc ngang, các bạn để tay, các bạn ép dòng vô, rồi các bạn di chuyển nắm nè. Bước lùi rồi, một, bước qua, bước lại, bước qua, bước lại, hơi xoay ngược một chút. Đó, nhìn ngập đây, nhìn ngập đây. Thấy chưa, thấy nó hoạt động chưa?
di chuyển qua là 1, 2, đẩy. Bước lại, 1, 2, đẩy. Hơi duỗi cái tay ra xíu nha. Tại vì với cái lực mà dồn liên tục vậy, nó tác động giữa rất là nhiều. Đẩy hết cỡ. Rồi, bây giờ ngược lại qua hướng kia nè. Cầm bước qua, 1, 2, đẩy. Đó, bước lại, 1, 2, và khóa tay lại luôn cũng được nha. 1, 2, 3. Rồi di chuyển nè. 1, 2, 3. Rồi. Giờ mình thả ra đây xíu, nâng cấp lên xíu nặng hơn nha. Rồi, giữ tim vào không, ráng lên. Bước lại. Nếu mà tập này các bạn tập thế nào? Các bạn tập có thể một cái buổi nhẹ khoảng 15 phút tại nhà bổ trợ sau cái buổi tập ngực chính, hoặc là bạn tập hoàn toàn một cái buổi khác để nó tác động và nó hỗ trợ xây dựng cơ ngực của bạn dài hơn, đều hơn và đẹp hơn, vô nhiều phần chính giữa. Rồi ok, chúc các bạn tập tốt với những bài tập ngực giữa này. Hẹn lại trong video clip tiếp theo của Rhino Fitness. Rồi, xin chào.